Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với CCA Channel và mình là Andy. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia vào một cái kèo Aerob nhận NFT đến từ cái nền tảng mạng xã hội Reddit. Đấy, và cái NFT này thì anh em có thể giao bán ở trên cái nền tảng OpenSea luôn. Đấy, và nếu mà các bạn claim được những cái NFT mà có cái rank cao thì chúng ta có thể bán được với cái giá rất là cao. Ok, và với cái kèo này thì tất cả những cái người tham gia thì các bạn sẽ đều nhận được cái phần thưởng và mỗi người sẽ nhận được tối đa là một cái NFT. Đấy, thì mình cũng chưa có cái thông tin là NFT này thì mục đích sử dụng chính để làm gì. Tuy nhiên là hiện tại thì ở trên OpenSea thì mình đã thấy là có cái volume mua bán. Đấy, tức là anh em có thể là giao bán được. Đấy, ngoài ra thì hold NFT thì mình nghĩ ở trong cái mùa World Cup sắp tới thì những cái NFT này do một cái nền tảng mạng xã hội là Reddit phát hành thì mình nghĩ là nó cũng sẽ có thể được hold để nhận những cái Aerob về sau. Đấy, nên là chúng ta cứ claim thôi, bởi vì các bạn cũng chả mất gì cả. Tiên thì các bạn sẽ tiến hành nhấp vào cái đường link download mình để dưới phần mô tả cho các bạn. Đấy, thì chúng ta sẽ tiến hành download cái app Reddit về. Thì đây là một cái nền tảng mạng xã hội cũng rất là phổ biến ở bên nước ngoài. Ở Việt Nam thì mình thấy mọi người ít dùng, nhưng mà ở bên nước ngoài thì họ dùng rất là nhiều. Cũng như là các cái dự án về crypto thì họ cũng hay sử dụng cái nền tảng này. Và sau khi mà các bạn download xong, chúng ta có thể download ở trên cả CH Play hoặc là App Store. Sau khi download xong thì chúng ta sẽ tiến hành mở ra và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta đăng ký từ đầu luôn. Nó cũng rất là đơn giản. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ thấy có 3 mục các bạn có thể kết nối với Google này, kết nối với tài khoản Apple cũng như là kết nối với email. Thì đây mình sẽ sử dụng Google nhé. Ok, thì đây chính là cái giao diện chính của Reddit. Thì bây giờ các bạn sẽ nhấp vào cái biểu tượng ở phía trên góc phải màn hình giúp mình. Sau đó các bạn nhấp tiếp vào cái phần là Create Avatar. Chúng ta sẽ đợi một lát thì nó sẽ hiện lên các cái NFT để chúng ta có thể chọn. Các bạn có thể thấy ở đây nó hiển thị rất là nhiều các cái đội bóng và chúng ta có thể chọn bất kỳ một cái NFT nào mà các bạn có thể thấy đẹp nhất, hoặc là chúng ta nghĩ là cái NFT đó, cái đội bóng đó nó sẽ giành cái chức vô địch. Đấy, thì các bạn có thể chọn bất kỳ nhá. Thì có thể là hôm sau những cái người nắm giữ NFT mà cái đội tuyển đó họ vô địch chẳng hạn thì các bạn sẽ có thể nhận được cái phần thưởng Aerob. Đấy, hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái NFT này để có thể là nhận được các cái Aerob trong những cái dự án World Cup sắp tới. Đấy, tuy nhiên là đây là những cái dự đoán của mình thôi. Còn cái NFT này thực tế để làm gì thì mình cũng chưa biết chính xác được. Thì mình sẽ tiếp tục là update cho anh em. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ thử claim một cái con NFT đại nhá. Đây, mình sẽ claim con này. Thì các bạn nhấp vào, sau đó chúng ta nhấp vào cái phần là True Team. Đấy, và các bạn sẽ đợi một lát. Rồi, và như vậy là chúng ta đã nhận thành công cái con này. Thì bây giờ sẽ có một số các cái bước tiếp theo. Đấy, các bạn sẽ lướt xuống và chúng ta nhấp tiếp vào cái phần Continue. Ở đây thì nó sẽ bảo là cái NFT của các bạn đã được claim thành công. Tuy nhiên bây giờ là chúng ta sẽ cần phải bảo mật cho cái NFT này. Thì các bạn sẽ nhấn vào phần Secure Your Vault. Đấy, và sau đó thì các bạn sẽ tạo một cái cụm từ bảo mật. Đấy, tạo một cái password, tức là một cái mật khẩu gồm 12 ký tự này. Trong đó thì có một cái ký tự đặc biệt. Đấy, một chữ và một số. Đấy, thì các bạn tạo cho mình. Sau đó chúng ta nhấp đến phần confirm thì các bạn sẽ nhập lại cái password chúng ta vừa tạo một lần nữa. Ok, và nó hiện lên congratulations như thế này là chúng ta đã thành công. Đấy, và như vậy là mình các bạn sẽ vào cái phần view ở đây ấy, thì các bạn sẽ thấy là mình đã có một cái con NFT này. Đó. Rồi thì chúng ta có thể kích vào xem các cái thông số của nó. Ở đây thì có mặt mũi này. Đấy. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chúng ta chuyển lên OpenSea để các bạn bán. Đấy, thì chúng ta đổi cái avatar một chút đã. Thì các bạn nhấp vào, sau đó các bạn sẽ nhấp vào tiếp cho mình ở cái phần View Detail. Ở đây các bạn nhấp vào phần Make it your avatar để chúng ta đổi cái avatar ở trong Reddit cho nó đẹp một chút đã. Rồi, như vậy là chúng ta đã đổi thành công. Và để chuyển lên ví Meta, để chuyển lên ví MetaMask ấy, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn như sau. Bây giờ ở cái giao diện view này á, thì các bạn sẽ nhấp vào cho mình cái hình bánh răng ở đây. Đấy, và các bạn sẽ thấy là nó sẽ tạo cho chúng ta một cái địa chỉ ví này. Cũng như là có một cái phần là Recovery Phase. Thì cái phần Recovery Phase này ấy, thì nó sẽ là 12 cái cụm từ bảo mật của cái ví này, địa chỉ ví này của các bạn. Thì các bạn sẽ nhấp vào đây thì nó sẽ hiện lên 12 cái cụm từ bảo mật.
Và các bạn sẽ lấy 12 cái cụm từ bảo mật này để chúng ta import vào cái ví MetaMask của chúng ta, mạng Polygon, để các bạn có thể là sử dụng cũng như là nó sẽ hiển thị ở trên cái ví MetaMask của chúng ta. Rồi sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào phần Mono Backup và chúng ta sẽ tiến hành nhập lại các cái cụm từ bảo mật này theo đúng cái thứ tự để chúng ta đăng nhập vào. Và như vậy là chúng ta đã xác nhận thành công. Tiếp theo thì các bạn sẽ tiến hành chúng ta mở cái ví MetaMask ra. Đấy, và ở đây thì khi mà bắt đầu ấy, thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần là nhập bằng cái cụm từ khôi phục ví. Đấy, và các bạn nhấp vào phần tôi đồng ý. Ở đây thì các bạn sẽ nhập vào 12 cái cụm từ bảo mật vào, cũng như là nhập cái mật khẩu và xác nhận mật khẩu để chúng ta vào cái ví mà lúc nãy chúng ta có claim NFT. Ok, và như vậy là mình đã vào cái ví của mình thành công nhé. Đấy, thì các bạn thấy là cái địa chỉ ví này, với cái địa chỉ ví ở bên Reddit, đấy thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ giống nhau. Đây, mình sẽ vào cho các bạn xem luôn. Đây, các bạn thấy là 0F8, số đuôi là 58C này. Đấy, thấy giống nhau chưa? Rồi, ok, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là các bạn sẽ thêm cái mạng Polygon vào. Thì các bạn sẽ nhấp vào cái biểu tượng phía trên này. Ở đây thì nó sẽ có một số các cái thao tác đầu tiên khi mà chúng ta mới vào. Các bạn sẽ thấy ở cái phần ví ở phía trên á. Đây, ở cái phần ví ở phía trên này. Rồi thì các bạn sẽ chọn vào cái phần là Add a Network. Đấy, sau đó thì đây các bạn sẽ chọn cái mạng là Polygon Mainnet, chúng ta add vào luôn. Approve này. Nhấn vào phần Switch Network. Đấy, và như vậy là chúng ta đã có vào cái ví của chúng ta thành công. Thì mình đã nạp qua đây một ít Matic để mình sẽ làm phí giao dịch. Đấy, còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bán ở trên phần OpenSea. Thì các bạn có thể thao tác ở trên điện thoại luôn cho nó tiện. Ở đây các bạn nhấp vào cái dấu ba gạch này, sau đó các bạn nhấp vào phần trình duyệt. Ở cái phần trình duyệt này thì anh em sẽ cộng một cái tab mới cho mình. Đấy, và cũng để ở cái mạng là Polygon Mainnet nha. Sau đó thì các bạn sẽ copy cái đường link. Đây, copy cái đường link mình để ở trong Telegram cho anh em. Chúng ta copy cái đường link của OpenSea các bạn dán vào. Đấy, và nó sẽ chuyển hướng cho các bạn đến cái giao diện như thế này ở trên OpenSea. Rồi thì bây giờ các bạn sẽ nhấp vào cái dấu ba gạch ở đây nhé. Các bạn sẽ tiến hành connect với cái ví MetaMask của chúng ta. Kết nối này. Ok, và nhấn vào phần Accept and Sync. Và nhấn vào phần ký. Đấy, đây là các cái thao tác để chúng ta approve thôi. Rồi, My Wallet này. Đấy, thì nó sẽ hiển thị cái số dư của chúng ta. Ok, thì để bán NFT thì anh em làm như sau. Chúng ta sẽ vào cái dấu ba gạch này. Sau đó các bạn chọn cho mình vào phần Account. Tiếp theo chúng ta chọn vào phần Profile. Đấy, và các bạn sẽ thấy là cái NFT của chúng ta nó sẽ hiện lên đây. Thì các bạn sẽ nhấp vào cái NFT. Ở đây thì các bạn sẽ thấy có một cái phần sale này. Và ở đây thì là cái giá niêm yết của con này, giá sàn, kiểu như là hiện tại thì những cái con NFT dạng như của mình thì nó đang được giao bán với giá khoảng 2,38 đô. Đấy, thì chúng ta có thể bán, chúng ta sẽ có thể nhấp vào cái phần sale. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ chọn cái số giá mà chúng ta muốn bán. Ví dụ như mình muốn bán với giá là 10 Matic đi. Đây thì chúng ta có thể chọn là bán bằng thu về bằng cái đồng Matic hoặc là thu về cái đồng Ethereum, đồng ETH. Ok, thì mình chọn Matic nhé. Và đây là cái thời gian niêm yết sẽ là 1 tháng. Đấy, rồi cái phí khi mà chúng ta bán được, phí này là nó sẽ trừ khi mà NFT bán được thì nó mới trừ nhé. Đấy, còn không thì cái phí này nó không bị trừ đâu, nên là anh em đừng lo. Thì cái phí sau khi mà bán được thì chúng ta sẽ phải chiết khấu là 2,5%. Rồi thì bây giờ các bạn sẽ nhấp vào phần là Complete Listing. Và sau đó thì chúng ta sẽ ký ở trên cái ví MetaMask của chúng ta. Đấy, và các bạn xác nhận giao dịch ở trên ví MetaMask là được. Đấy, thì nếu mà các bạn ký lần đầu thì nó sẽ có một vài cái phần Approve nữa. Thì các bạn cứ Approve vào thì nó sẽ báo là thành công. Và như vậy là cái NFT của mình nó đã được listing thành công. Và bây giờ thì chỉ đợi có người vào mua nữa thôi. Đấy, nhưng mà có ai mua hay không mới là một cái vấn đề. Đấy, hoặc là nếu những em nào đã có cái NFT này rồi thì các bạn có thể là lên CCA Channel. Đây, anh em vào cái mục Short Video.
Đấy, thì mình đã có làm một cái video để hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể là đăng NFT lên trang cá nhân. Thì đây cũng là một cái trend để cho anh em chúng ta có thể làm, các bạn có thể là đăng lên nhé. Đấy, chúng ta có thể thực hiện theo cái bước này để chúng ta đăng lên theo kiểu là đú trend World Cup. Các bạn có thể có những cái NFT rất là đẹp chúng ta đăng lên Facebook của các bạn. Đấy, và vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể là làm NFT, cũng như là cách để các bạn có thể là bán các cái NFT của chúng ta. Và video hướng dẫn của mình thì đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.